Xin chào tất cả các bác. Hôm nay thì em Hoài sẽ giới thiệu với các bác một số mẫu dao mèo chuyên đi rừng. Dao là nghề rèn truyền thống Phúc Sen với chất liệu đó là nhíp xe hoặc là chất liệu thép trắng không gỉ. Và sẽ có một số mã sale với những con hàng có lỗi cán ạ. Và em sẽ đi giới thiệu cụ thể luôn từng mẫu một cho các bác. Ở nhóm số 1 đầu tiên. Số 1 đó là một con dao mèo nhíp xe dập chống dính hai bên. Dập chống dính hai bên ạ. Lưỡi dao khoảng 16 phân. Lưỡi dao là 15,5 gần 16 phân. Độ dày của con hàng là khoảng 5 ly thon dần về mũi. Chất liệu là nhíp xe ô tô. Con hàng cán đẹp này thì giá là 200.000 bao ship 200. Và con hàng số 2 là một con hàng mèo 16 phân. Nhưng mà cái cán thì nó có một chút vết như này. Một chút vết. Những cái vết ở cán này thì nó không ảnh hưởng đến chất lượng của dao. Chỉ thẩm mỹ nó hơi xấu một chút thôi. Cán dao này có một chút vết. Em sẽ sale cho các bác luôn. Đó là giá 180.000 bao ship ạ. 180k bao ship hàng toàn quốc. Này, cán có một chút vết này. 180 bao ship. Đấy là con hàng số 1. Số 1 cán đẹp 200.000 bao ship. Cán có vết 180 bao ship. Đấy là con hàng mèo mini số 1. Mèo mini số 2 đó là con mèo lưỡi khoảng 20 phân. Lưỡi khoảng 20 phân thì em có 3 dáng. Ba dáng như này. Số 1 đó là một mèo 20 phân. 20 phân. Đấy, lưỡi khoảng 20 phân các bác nhé. Độ dày con hàng đó là khoảng 7 ly thon dần về mũi. Đấy. Và độ rộng chỗ bụng béo đó là khoảng 4,7. Độ rộng chỗ bụng béo là 4,7. Con này là con hàng cán đẹp. Giá là 230.000. 230 bao ship hàng toàn quốc các bác nhé. Và bác nào mà thích cái dáng bụng béo hơn này, con này cũng là mèo 20 phân nhưng mà dáng làm bụng béo 5,5 cơ. Đấy, giá cũng là 230.000 bao ship với hàng cán đẹp. Bác nào mà thích thì bác có thể lựa chọn con này nhé. 230k bao ship hàng cán đẹp. Đây là vị trí số 2, 2.1, 2.2 và 2.3. 2.3 là một con mèo 20 phân. Mà con này đấy, lưỡi thì khoảng 20 đến 21 phân. Cán thì nó có một chút vết ở đây, cái vạch này. Thì sale luôn 230, sale còn 200.000 bao ship. Ở vị trí 2.3, một con mèo chống dính hai bên. Dập chống dính hai bên. Độ dày nó khoảng vào 6 ly thon dần với mũi này. Trên dao có dấu dao Hoài Phúc Sen, dập chống dính hai bên. Còn những cái vết khe khe này không phải là lỗi các bác nhá. Đây là bình thường, không phải lỗi đâu. Lỗi của nó là có vết ở đây này. Có vết ở đây, đấy, mèo cán có vết. Giá là 200.000, sale còn 200.000 bao ship. 200k bao ship, bác nào ưng ý thì các bác có thể lựa chọn nhé. 2.3 mèo 20 phân. Ở vị trí số 3 đó là một con Curry cá lóc phun tang, chốt 3 đinh đồng, dập chống dính hai bên. Có dấu dao Hoài Phúc Sen, có tạo hình 3 lỗ kiểu cách nhé. Bác nào ưng ý thì giá là 230.000 một con bao ship. Giá 250, sale còn 230.000 một con bao ship hàng. 230 bao ship. Lưỡi dao dài khoảng 20, chưa đến 20 phân ạ. Lưỡi dao gần 20 phân. Gần 20 phân, dày khoảng dày 5 ly. Đấy, Curry mini giá là 2, sale còn 230.000 bao ship bằng với giá dao mèo thôi. Bác nào thì có thể lựa chọn ở vị trí số 3. Số 4 thì em sẽ nhóm và đó là 5 con dao mèo lưỡi trong khoảng 25 đến 26 phân. Chất liệu là thép trắng không gỉ hoặc là nhíp xe. Số 4.1 đó là một con dao mèo thép trắng không gỉ. Mèo thép trắng không gỉ các bác nhé. Cán ốp phun tang. Lưỡi tầm đếm đo luôn. Lưỡi dao là 25 phân. Độ dày của con hàng đó là khoảng vào 7 ly thon dần về mũi. Chất liệu thép trắng không gỉ. Độ rộng cho bụng béo đó là 5,5
5,3 phân. Cán ốp phun tang này, chốt 5 đinh luôn. Chốt 5 đinh, cán dài 14,5. 25 cán 14,5, bác nào chốt thì giá là 330.000 bao ship hàng toàn quốc. 330 bao ship hàng toàn quốc, bác nào nghĩ con này thì bác có chốt nhé. 330 bao ship hàng toàn quốc. Đấy, vị trí 4.1, vị trí 4.2. 4.2 là một con mèo lưỡi 26 phân, chất liệu thép nhíp IFA của Đức. Dập chống dính hai bên ạ. Và con trên con hàng cũng có một chút vết, nên bình thường giá con này là 280.000 bao ship sale cho các bác luôn. Này, có chút vết ở cán đây. Đấy, là 250 bao ship với con mèo ở vị trí 4.2. Sale 250 bao ship hàng toàn quốc các bác nhé. Giày của con hàng đó là giày trên 7 ly thon dần về mũi ạ. Dập chống dính hai bên. Bác nào nghĩ con hàng này thì bác có thể chốt nhé. Ở vị trí 4.3, đó là một con hàng thép nhíp đen trơn, nhíp đen trơn truyền thống. Và con hàng này thì cũng có một chút vết, nên là sale luôn cho các bác 280, sale còn 250 bao ship. Mèo này là mèo cách tân, có một vết khuyết hình ánh trăng ở trên lưỡi dao, gọi là mèo cách tân. Đấy, trên cán dao thì có một chút vết này, sale luôn cho các bác 250 bao ship. Bác nào ý thì cố chốt ở vị trí số 4.3 nhé. 4.3, một mèo cách tân đen trơn, sale còn 250 bao ship. Số 4.4, đó là một con mèo lưỡi khoảng 25-26 phân. 25-26 phân, cán con này cũng có một chút vết này. Đây là mèo đen trơn, để nguyên đen trơn, không cách tân nhé các bác nhé. Các bác chốt hàng sẽ là vị trí 4.4, cán có một chút vết này, cán vết như này. Sale luôn cho các bác là 280, sale còn 250 bao ship. Chất liệu thép nhíp IFA của Đức. Bác nào nghĩ ở vị trí 4.4 nhé, 250 bao ship. 4.5 là một con mèo thép nhíp dập chống dính hai bên, và trên có cán dao thì có chắn inox như này. Đấy, cán nó cũng có một chút vết như này các bác này, cán cũng có vết, nên sale luôn cho các bác con này là 250 bao ship. 250k bao ship hàng toàn quốc nhé. Tất cả các con này thì đều sale này, trừ con này, trừ con 4.1 còn lại. 4 con thì đều sale các bác nhé. Cán đều có vết này, sale hết. Giá 250 bao ship hàng toàn quốc luôn. Bác nào nghĩ thì các bác có thể chốt hàng. Sang vị trí số 5. Vị trí số 5 đó là đến dáng dao mèo 30 phân. Mèo 30 phân thì em nhóm thành hai nhóm. Đó là vị trí số 5 này là mèo có 3 con dao mèo rèn thủ công bằng nhíp xe, và số 6 đó là 3 con mèo rèn bằng thép trắng không gỉ. Với dòng nhíp xe thì lưỡi dao dài 30 phân. 30 phân các bác nhé. Ở vị trí này thì con dao này cán đều đẹp hết, giá là 330.000 bao ship hàng toàn quốc. 330 bao ship hàng toàn quốc ạ. 330.000 bao ship hàng toàn quốc các bác nhé. Giày trên 7 ly thon dần về mũi, độ đậu cho bụng béo nó rơi vào khoảng 5,5 phân đấy. Vị trí này là vị trí 5.1. 5.1, 330.000 bao ship hàng toàn quốc, cán đều đẹp hết. Đấy, sang vị trí 5.2, đó là một con dao mèo nhíp xe lưỡi 30 phân và không có chắn. Và cán thì nó cũng có vết như này, có chút vết như này, thì sale luôn cho các bác còn 300.000. 300k một con, bao ship hàng toàn quốc luôn nhé. 300k. 5.2, 300.000, bao ship hàng toàn quốc. Bác nào có thể lựa chọn này. 5.3 là một con mèo nhíp xe 30 phân. Và cán thì đều đẹp hết. Cán có một chút vết ở đây đây. Chút thôi, sale luôn cho bác nhé. 300.000 một con. 300k một con, bao ship hàng toàn quốc luôn ạ. Mèo 30 phân đen trơn. Bác nào lựa chọn thì bác có thể lựa chọn nhé. 300.000, bao ship. Sang đến vị trí số 6. Số 6 đó là 3 con dao mèo thép trắng không gì, lưỡi 30 phân. Số 6.1 là con dao mèo cán đều đẹp hết luôn, cán đều đẹp như hình. Giá là 350k một con, 350 một con các bác nhé. Đấy, 350. Bác nào ý thì chốt vị trí 6.1 nhé. Mèo thép trắng không gì 30 phân, 350. Sang đến vị trí 6.2 là một con dao mèo cán thì nó cũng có một chút vết này. Đấy, cán có chút vết. Nói chung là cán cầm chỉ thì cán nào cũng có một chút vết. Con này sale luôn cho các bác là
320.000 một con, 3 ship hàng toàn quốc. 320 3 ship, lưỡi 30 phân, chất liệu thép trắng không gì. Sang đến vị trí 6.3 là một con mèo thép trắng không gì, cắn đều đẹp hết luôn. Giá là 350.000, 3 ship hàng toàn quốc, 350 3 ship hàng toàn quốc nhé. Bác nào ý thì các bác có thể đặt hàng. Bác nào ý con nào thì các bác đặt hàng nhé. Đấy, các bác ưng ý con hàng nào thì các bác đặt hàng. Các bác đặt hàng theo thông tin là 0352 749 419 để được chốt đơn hàng nhé. Cảm ơn các bác.